Trong phần trước của anh chàng Hòa Phát, người đàn ông thép đã có một cuộc chiến đổ hết nhà cửa, nhưng chúng ta mới chỉ thấy một phần của câu chuyện. Đằng sau chiến thắng đó là sự hy sinh của rất nhiều người vô tội, sự hy sinh mà Bruce Wayne thấy rất rõ. Vì sự an toàn của nhân loại, và chủ yếu là tại anh Clark bay qua bay lại sập mẹ công ty nhà người ta, nên chuyện gì đến cũng phải đến. Người rời đối đầu với người thép. Đâu đó ở Ấn Độ Dương, chúng ta biết rằng siêu nhân đã phá cỗ máy của người Krypton thành những mảnh vụn rơi xuống biển, và tình cờ trong đó có một thứ gọi là đá Kryptonite, thứ mà chả ai quan tâm trừ một triệu phú kiêm nhà khoa học, kiêm đạo trích Lex Luthor. Ông này là ai? Thì tí nói tiếp. Và giờ, hãy lìa camera đến Nairobi, nơi Lois Lane trùm đầu giống Hoàng tử Ba Tư, để tiến hành phỏng vấn một tên độc tài, kẻ đang âm mưu tạo ra một cuộc nội chiến để chống phá đất nước của hắn. Em là ai, từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân to? Hát hay đó, nhưng ông có phải là khủng bố không tướng quân? Tôi là người yêu hòa bình, cô vừa đụng vào lòng tự ái của tôi đấy. Tôi tin ông, nhưng hắn không tin lên nên đưa cô vào hang để tra hỏi. Bên ngoài, một tên lính bất chợt nổ súng giết người khắp nơi, đốt xác dân làng, rồi ra đi như chưa từng có cuộc chia ly. Người đàn ông thép giờ xuất hiện để giải cứu người tình, không hay biết rằng mục đích của đám phản bội chỉ là để đổ tội sát nhân lên đầu anh. Một người dân của ngôi làng đó đứng trước tòa và đổ lỗi cho siêu nhân đến văng cả nước bọt. Tại Gotham City, Bruce Wayne sau nhiều năm gõ đầu tội phạm trong nhân dạng Batman thì đã phải ngậm lấy quá nhiều đau thương, đặc biệt là sau sự ra đi của Robin, thân tín của anh. Người rơi với quy tắc không giết người năm nào, giờ ra tay với tội phạm có phần tàn nhẫn hơn. Sau khi chứng kiến những hổ lốn mà người thép để lại và những gì mà gã người ngoài hành tinh có thể làm, hình tượng về một người anh hùng trong anh càng bị lung lay. Anh coi siêu nhân là hiểm họa cần được loại bỏ. Batman cùng với ông quản gia Alfred bắt đầu điều tra. Họ biết được danh tính của tên lính phản bội kẻ độc tài Anatoly Kinazev, một tên người Nga được gọi là bóng ma. Tên này sẽ là manh mối truy ra White Portugal, người bồ đầu Nha Trắng. Nhưng tội phạm, à không, phải nói là toàn bộ nhân loại, kể từ khi nhìn thấy một kẻ biết bay và có thể ném tòa nhà thì ai cũng đã lo lắng về những điều có thể xảy ra. Nhưng chỉ có một người thực sự hành động, đó là Lex Luthor. Nghe tên thì giống nhà thơ, nhưng tính cách thì lại hơi đơ đơ. Anh nói chuyện với thượng nghị sĩ Finn về hành trình lớn lên của bố anh và cách ông ăn những chiếc bánh hết hạn sử dụng. Luyên thuyên chán chê, sau anh mới vào đề. Anh quan tâm tới viên đá Kryptonite và cần giấy phép để chính thức đưa nó vào Mỹ. Ông này là thượng nghị sĩ Barrows và ông có vẻ hứng thú với Luthor hơn. Hai người có cuộc nói chuyện thân mật và anh chàng Luthor thể hiện mong muốn được ra vào vi thuyền của tướng George để cắt miếng da tay của người ngoài hành tinh, chắc là không phải để sưu tầm. Anh này là một trong số nạn nhân sau trận chiến của Superman với George, người mà được siêu rơi cứu sau khi bị một đống bê tông hạ cánh vào chân. Anh chàng tàn phế leo lên bức tượng siêu nhân và họa lên những điều thầm kín trong tim. Trước khi bị bế đi, anh không quên hét lớn: "Tôi làm việc cho Bruce Wayne!" Tên này sau đó được Lex Luthor bảo lãnh và được dúi cho một chiếc xe lăn xịn sò. Clark Kent một cách vô cùng tình cờ được giao một nhiệm vụ ở thành phố Gotham. Anh tranh thủ đến tìm bà da màu hay lên TV chửi mình: "Thiệt là kỳ díu, bà không có ở nhà. Chắc đang làm MC cho một chương trình truyền hình nào đó để chửi anh. Hàng xóm của bà ta nói về một tên siêu rơi đáng sợ." Lúc này, ngài Bruce Wayne đang vào hang ổ lũ tội phạm và sao chép thông tin trong điện thoại của tên bóng ma người Nga. Clark sau khi buôn dưa lê với hàng xóm bà da màu về tòa soạn và tranh cãi nảy lửa với sếp. Anh muốn đăng tin về người mặc đồ rơi đang lộng quyền, nhưng ông hói kia chỉ muốn anh viết về bóng bầu dục, lên thông báo về việc mẫu đạn được tìm thấy ở vụ xả súng đầu phim là hàng limited của quyết định tới DC để điều tra về việc này. Ba thượng nghị sĩ có cuộc gặp mặt thân mật với Lex. Nôm na là bà ta phản đối đến cùng việc thanh niên sưu tập đá. Thiếu gia Wayne lúc này có giấc mơ kỳ lạ về người ngoài hành tinh. Sau một thời gian điều tra, cậu cả mồ côi tìm ra tên bóng ma có giao dịch với Lex, và tình cơ thay, Bruce Wayne lại được mời đến bữa tiệc cocktail được gửi bởi chính Lex Luthor. Ở đây không chỉ có hắn, mà còn có cả siêu người và có cả ai thế này. Trong khi Lex đang phát biểu như một thủ tướng, thì Bruce Wayne lần mò tìm chỗ cắm USB. Trong khi chờ sao lưu, thì Bruce quay lại đám đông và có cuộc chạm ngõ với Clark. Mr. Wayne, Clark Kent, đến từ báo Daily Planet. Anh nghĩ sao về đại hiệp rơi ở Gotham? Một tên đứng trên công lý, anh là siêu nhân. Sao anh biết? Mà ông là ai vậy? Mr. Wayne, có phiền không nếu chụp cho tôi tấm ảnh với người ngoài hành tinh với? Wow, anh là người rơi à, ngài Wayne? Đúng, tôi là người rơi. Người rơi Lego. Cuộc tán phét kết thúc, Bruce quay lại lấy máy thu thập thông tin. Thì ups, Diana đã lấy nó đi mất rồi. Và cô cầm nó đi thẳng. Siêu nhân sau nhiều lần cứu người và gây ra chết người sau khi cứu lên ở sa mạc thì lại khiến dư luận cãi nhau nảy lửa. Liệu anh chàng Hòa Phát có phải sự rủi ro? Thêm vào đó, Clark vẫn theo đuổi thông tin về đại hiệp rơi và bị sếp chửi sấp mặt lá vì anh vua lì đòn không đăng tin về bóng bầu dục. Lên thì tới gặp đại tướng quân đội và chất vấn ông về viên đạn hiếm có khó tìm kia. Mr. Wayne tiếp tục có cuộc chạm mặt với nàng thơ Amazon và tất nhiên là để đòi thứ thuộc về anh. Anh về và đợi những thông tin kia được mã hóa, như vì máy là Core i3, tốc độ mã hóa hơi lâu. Anh ngủ quên. Trong giấc mơ, anh chứng kiến thế giới bị vàng khè
và đứng trước nguy cơ diệt vong. Quay lại với giấc mơ của Dơi Huynh, chuẩn bị lấy được đá Kryptonite, thì ngay tỷ phú bỗng bị những quân đội có biểu tượng chữ S tấn công. Một mình người rơi tả xung hữu đột, nhưng sức người thì có giới tính. Anh bị bắt và treo lên như thịt lợn ngoài chợ. Superman giờ xuất hiện ra tay vô cùng tàn nhẫn và nói về sự ra đi của Lois Lane là do siêu rơi. Ngài tỷ phú choàng tỉnh giấc và thấy một người chui ra từ không trung, cảnh báo anh rằng Lois Lane là chìa khóa. Khi Bruce tỉnh lại thì máy đã mã hóa xong. Anh nhận ra người bồ đào nha trắng không phải là một người mà là một con tàu. Nó chứa loại khoáng thạch xanh xanh làm suy yếu người Krypton. Batman muốn chiếm đoạt nó, nhưng không phải để tiêu hủy, mà là tiêu diệt anh chàng phóng viên không đăng tin về bóng bầu dục. Clark lúc này đã đến trại giam của Gotham để tìm hiểu về một tù nhân bị khắc dấu ấn rơi vào cơ thể. Và tất nhiên, ông này đã chết trong tù. Đêm hôm đó, người rơi xuất hiện trên con tàu bồ đào nha trắng, tròn. Một cuộc đua xe bắn súng như trong Fast and Furious diễn ra. Kinh quá nhỉ, bắn Batman cơ đấy, sắp thành công rồi đấy, cố. Khi mọi thứ dần đi đến hồi kết, thì holy moly, anh Ken đấy à? Xe tông vào người nhưng xe hỏng. Racing boy quá nhỉ, lần tới tao không chỉ đập xe thôi đâu. Mày nghĩ mày ngầu à, bỏ đông sức mạnh kia, mày có gì? Người đàn ông thép mặc kệ, cứ thế bay mất. Còn ngày rơi trở về hang vì xe hỏng má nó rồi. Viên Ngọc Bích nhiều người theo đuổi lúc này đã cập bến công viên nghiên cứu của LexCorp. Lên lúc này cố gắng gặp ngài bộ trưởng để bảo vệ Superman. Bà thượng nghị sĩ với quý ông tàn phế lúc này lên sóng truyền hình để yêu cầu sự có mặt của Superman tại tòa. Mọi người cần biết điều gì thực sự xảy ra ở sa mạc. Lên lúc này thì điều tra được rằng những viên đạn ở sa mạc là do LexCorp cung cấp. Việc điều hướng dư luận bôi nhọ Superman cũng toàn do Lex Luthor giật dây. Bà da màu hay nói xấu siêu nhân trên TV. Định quay xe bóc phốt hắn thì bị thủ tiêu. Ông xe lăn này tiếp tục chương trình than thân. Nhưng khi Superman xuất hiện ở phiên điều trần và mọi người còn chưa ngồi ấm đít thì tòa nhà quốc hội đã nổ tung. Một quả bom đã được Lex gài trong chiếc xe lăn xịn xịn. Tất cả là để đổ mọi tội ác lên đầu chàng trai ngồi ngoài hành tinh. Superman sau khi vụ việc diễn ra nhận ra quá nhiều vấn đề bắt nguồn từ mình, bèn bay đi trong sự buồn bã bủa vây. Batman sau khi nhìn tòa nhà bay màu thì như giọt nước tràn ly, bèn đột nhập vào LexCorp. Mục đích của anh ta rõ ràng là viên Kryptonite. Rồi về nhà, lên xà và kéo lốp xe, nhìn nạc phết. Và quan trọng hơn hết là chế vũ khí đánh người thép. Anh đồng thời phát hiện ra rằng những người có sức mạnh siêu nhiên như người thép không chỉ có một. Truyền thông lúc này đang làm mọi thứ trở nên tiêu cực với Sup. Clark Kent leo lên đỉnh ngọn núi băng giá và hoài niệm về người bố nuôi, trong khi mẹ già Martha ở nhà thì bị bắt cóc. Khi thấy Batman bật Batside tuyên chiến với siêu nhân thì Lex Luthor bắt cóc Lois Lane để Clark Kent biết đường đến đây mà tâm sự tuổi hồng. Sau vài lời hoa mỹ, mỉa mai, giáo điều về thần thánh, hắn hướng mũi dùi của cuộc chiến này đến người rơi. Vì hắn đang có trong tay Martha, người mẹ khắc khổ của chàng trai Smallville, ở phi thuyền của người Krypton. Con quái vật sắp được sinh ra và Diana đã biết điều này. Cô đồng thời nhận được mail từ chàng tỷ phú và biết được sự tồn tại của những người với sức mạnh siêu việt khác. Chàng trai thép thì lúc này đã chạm mặt siêu rơi. Chúng ta phải nhanh lên. Đúng, ta có một thứ rất nhanh cho người đây. Đợi tí, thế lực người trần yếu thế trước thần thánh, cho đến khi, màu gì mà xanh xanh thế, chàng trai thép được trải nghiệm 5 phút làm người bình thường. Giờ thì who's it your daddy, anh rơi đi giày độ đánh cho bành tỏn ỉa chảy. Ups, 5 phút hết rồi. Gió đảo chiều nhanh hơn cả trẻ trâu đảo ngói, siêu nhân bị ăn khói xanh lần hai. Giờ ngọ đã đến, người rơi giơ ngọn giáo Kryptonite. Cứu, Maxa. Mark gì cơ? Zuckerberg. Thì ra Martha cũng là tên người mẹ quá cố của siêu rơi. Cái tên đó thức tỉnh một chút nhân tính còn lại của hiệp sĩ bóng đêm. Lên đã có mặt kịp thời để ngăn cản người rơi. Họ lên một kế hoạch mới. Bruce lên phi thuyền xịn sò tới giải cứu Martha. Còn Clark thì đi chặn Lex Luthor và bất cứ cái mả mẹ gì mà hắn đã ấp ủ. Người rơi đến nơi, tả xung hữu tín và làm công việc anh giỏi nhất, cứu Martha thành công. Còn Clark thì gặp cái mả mẹ mà Lex Luthor đang ấp ủ. Tên này trước đó đã mang rót và chút máu của hắn vào trong phi thuyền của người Kryptonian với mục đích tạo ra một sinh vật chắc chắn là kinh khủng tởm. Một sinh vật đủ mạnh để ký đầu siêu nhân. Hello mấy cưng. Không nói nhiều, con quái vật nọ cứ thế đâm đá. Ái chà, được dự tượng cơ à? Này thì tượng, máy bay. Không thích máy bay. Chính quyền bắn nó không sao, còn hấp thụ xong đổ bùm bùm. Thủ tướng cáu chơi hẳn đầu đạn hạt nhân và thật bất ngờ sững sờ khi nó còn hấp thụ cả hạt nhân. Siêu nhân lúc này đang bị phóng xạ làm cho tàn tạ. Batman nhận ra cần dụ con quái vật về Gotham, nơi có gọn giáo Kryptonite. Siêu nhân đang nửa đường xuống địa ngục thì ánh dương xuất hiện. I'm back. Siêu rơi gặp nguy hiểm thì Diana xuất hiện. Ba anh chị em tụ tập thành công đối đầu với quái vật. Lên nhận ra ngọn giáo là mấu chốt của vấn đề nên chạy đi tìm. Cô bơi xuống đáy hồ và tìm được ngọn giáo. Trong khi đó Wonder Woman bị ném ô tô vào mặt. Còn siêu nhân thì bị quăng lần thứ N. Người rơi tỏ ra là người thông minh nhất khi trốn một góc nhìn. Hai kẻ Krypton đấu laser với nhau. Đang đánh hăng, Clark ngửi thấy mùi lên gặp nguy hiểm.
Clark lao xuống đáy sông lấy ngọn giáo. Chị Đại chém cụt tay thằng Kudum, nhưng tay nó có gen Namek. Siêu nhân nói với Len vài lời như mấy thằng chap boy hay nói, rồi liều mạng cầm ngọn giáo bay vào tên Doom. Doom lúc này đã bị trói và ăn đạn khói Kryptonite. Một cú đâm thẳng vào ngực trái tên ngoại lai hay gào, không cam tâm xuống địa ngục đơn côi. Tên khốn gớm ghiếc dùng nốt chỗ lực tàn, kéo siêu nhân chết theo. Siêu người trước khi khuất núi lại hét lên một tiếng vang vọng khắp cõi nhân gian. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của những người trong phim và xem phim. Bộ phim kết thúc với tang lễ dành cho người hùng nước Mỹ và không khí u buồn bùa vây. Còn tên Lex Luthor thì bị áp giải đến nơi mà hắn thuộc về, nhà tù tâm thần. Tôi là Châu Huệ Linh. Đừng quên đăng ký cho The Reviewer, người chơi điện tử, vui vẻ và người chơi đồ. Còn bây giờ thì see ya!